Surface 9 là mẫu laptop thuộc dòng Pro cao cấp nhất của nhà Microsoft vừa mới được cho ra mắt cách đây không lâu. Đây là phiên bản kế thừa hoàn hảo nhất từ người đàn anh Surface 8, vốn đã được nâng cấp rất mạnh mẽ về mặt ngoại hình so với các phiên bản Surface 5, 6, 7 trước đó. Vậy phiên bản Surface 9 này có gì mới mẻ và có gì đáng để người dùng phải mua ở thời điểm hiện tại? Hãy cùng mình theo dõi trong video này nhé! Như Surface 8 thì Surface 9 vẫn giữ nguyên form thiết kế. Theo chu kỳ của Microsoft thì cứ từ 3 đến 4 năm Microsoft sẽ nâng cấp thiết kế một lần. Chính vì thế mà Surface 4, 5, 6, 7 vẫn giữ chung một form thiết kế giống nhau. Do đó mà 9 sẽ tiếp tục duy trì thiết kế với 8 sẽ giúp người dùng 8 cảm thấy giá trị của chiếc máy mà mình đang sử dụng vẫn còn được y như mới vậy. Do đó mà Microsoft đã khéo léo nâng cấp thêm màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn cho Surface 9 với hai màu sắc cực kỳ đẹp, sang trọng là xanh nước biển Sapphire và xanh lá cây Forest. Rất tiếc là hai mẫu máy này tại hệ thống của Surface Việt luôn cháy hàng từ đợt pre-order đầu năm cho đến cả thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì 8 và 9 đều có chung hai tùy chọn màu sắc là màu xám Platinum và màu đen Graphite, nhưng độ nhận diện thương hiệu của 9 dễ nhất chính là hai màu xanh. Với người dùng làm việc liên quan tới sáng tạo nội dung, thời trang thì một thiết bị máy tính với màu sắc cá tính sẽ giúp tô điểm thêm khả năng sáng tạo hơn. Đây chính là mong muốn mà Microsoft đang hướng tới người dùng làm việc hiện đại ngày nay. Với một thiết bị máy tính đẹp, màu sắc cá tính, kết hợp hệ điều hành Windows 11 giao diện 3D đẹp, tất cả đã tạo nên một nguồn cảm hứng làm việc vô tận cho người sử dụng Surface 9. Với 9, chúng ta vẫn có một màn hình 13 inch trong một kích thước rất nhỏ gọn. Trọng lượng của máy chỉ là 879g, tức là chưa tới 1kg. Với người dùng văn phòng thiên về di chuyển hay phải sử dụng máy ở nhiều không gian làm việc khác nhau như là văn phòng, gặp đối tác ở phòng họp, gặp bạn bè ở quán cà phê hay đơn giản là ngồi làm việc ở trên ô tô, xe buýt, máy bay v.v. thì một thiết bị nhỏ gọn như 9 sẽ luôn sẵn sàng cùng bạn đồng hành. Thứ hai là về cổng kết nối. Surface 9 được trang bị cổng kết nối tương tự như 8. Máy vẫn có hai cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 4, tức có thể dùng cổng sạc Type-C này để sạc được cho máy. Một cổng sạc Heat 5 Surface Connect quen thuộc. Khá đáng tiếc đó là Surface 9 lại bị lược bỏ mất jack audio 3.5mm, trong khi 8 thì lại có. Có lẽ là Microsoft đang muốn hướng tới người dùng với việc sử dụng các tai nghe không dây, ví dụ như mẫu tai nghe Surface Airbus hay Surface Headphones của hãng. Máy được trang bị kết nối không dây mới nhất hiện nay là Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.1. Thứ ba là về bàn phím và touchpad. Bình thường thì hành vi của người dùng Surface 9 sẽ thiên về vuốt chạm cảm ứng do màn hình được trang bị cảm ứng 10 điểm chạm, rất nhanh, nhạy và không khác gì khi chúng ta sử dụng điện thoại. Nhưng để làm việc hiệu quả, chuẩn chỉ thì đa số mọi người sẽ thường mua thêm bàn phím Tile Cover tháo rời như này. Bàn phím 9 sẽ dùng chung được với 9 5G, 8 và cả 8X. Phiên bản bàn phím Surface 9 mới ra mắt cũng có rất nhiều màu sắc như màu Platinum, Graphite, Sapphire hay là Forest và có thêm cả hai màu trước đây đã có sẵn là màu xanh Ice Blue và màu đỏ Poppy Red. Tất cả bàn phím này đều có sẵn tại Surface Việt. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chọn ở Surface 9 và màu bàn phím tương ứng với nó. Do đặc thù là bàn phím tháo rời nên bàn phím rất mỏng, nhẹ, sử dụng chính nguồn điện từ pin của 9. Vậy nên chất lượng gõ phím của 9 chỉ dừng ở mức tốt, chưa thể xuất sắc như bàn phím trên dòng Surface Laptop, Studio hay là Surface Book 3. Bởi giới hạn thiết kế dạng module tháo rời, rất khó để Microsoft có thể làm một bàn phím dày, nặng và hành trình phím sâu gõ êm hơn được. Với bàn phím 9, nếu chỉ để gõ phím thì mình đánh giá ở mức tầm 8 điểm, ở mức tốt, đủ để chúng ta làm việc. Còn nếu thường xuyên gõ phím thì mình có thể đề xuất các bạn cân nhắc tới một vài mẫu bàn phím rời di động của Microsoft thêm chẳng hạn. Touchpad của bàn phím thì khá nhỏ, độ chuẩn xác cao. Nếu như để mình đánh giá thì mình nghĩ là mình sẽ cho tầm 8 điểm. Vì touchpad vẫn theo cơ chế click nhấn quen thuộc, chứ không phải là touchpad dạng cảm biến lực Force Touch như trên Surface Laptop Studio. Tiếp theo là về màn hình. Màn hình của Surface 9 được trang bị đó là màn hình 13 inch, độ phân giải là 2880x1920 pixel, đạt mật độ điểm ảnh là 267 ppi. Độ sáng màn hình cũng rất cao là 500 nits và độ chuẩn màu sắc thì cực kỳ cao hơn nữa là đạt 100% sRGB và gần 80% Adobe RGB và P3. Độ sáng màn hình rất cao,
đạt độ tương phản là 1200:1 kết hợp với công nghệ màn hình Dolby Vision IQ giúp cân bằng hình ảnh hiển thị theo từng môi trường sử dụng máy. Màn hình máy là màn gương, trang bị kính Gorilla Glass 5 giúp chất lượng hiển thị của màn hình rất trong, rất sâu. Hình ảnh hiển thị cực kỳ đẹp, sắc nét, chân thực. Khi mở cùng một video 4K so sánh với màn hình trên iPhone thì chất lượng hiển thị gần như là tương đồng với nhau. Do màn hình Pro 9 là màn hình tỷ lệ 3:2 rất hiện đại nên khi làm việc thì sẽ hiển thị được thêm nhiều không gian chiều ngang so với màn 16:9 hay là 16:10 truyền thống. Đặc biệt là khi mở Excel sẽ có nhiều hàng ngang hiển thị nội dung được hơn. Với Premiere thì sẽ thành các thanh layer ở timeline sẽ có nhiều hơn. Tỷ lệ màn hình 3:2 thì rất phù hợp, tối ưu với những người dùng thiên về làm việc. Còn với các tác vụ liên quan đến giải trí hay là chúng ta xem video thì sẽ bị hạn chế về cái phần viền màn hình trên dưới do các video chủ yếu có tỷ lệ là 16:9. Thứ năm là về loa. Máy được trang bị hai loa 2W ở cạnh bên của máy với công nghệ âm thanh Dolby Atmos nên chất âm loa ngoài trên Pro 9 khá to, rõ ràng. Do hai loa được đặt ở hai cạnh của máy nên sẽ tạo hiệu ứng âm thanh vòm. Âm thanh sẽ tương tự như khi xem phim ở rạp vậy. Tiếp theo nữa là về cấu hình. Surface Pro 9 sẽ được nâng cấp lên cấu hình đời mới nhất hiện nay, đó là CPU Intel Zen 12, cụ thể là i5-1235U hoặc i7-1255U. Với CPU đời 12 sẽ là sự thay đổi kiến trúc xử lý, với nhân P-Core hiệu năng cao để xử lý các tác vụ nặng và E-Core để xử lý các tác vụ nhẹ. Do đó mà Pro 9 cả hai bản i5 và i7 đều có tận 10 nhân và 12 luồng, trong đó có 2 nhân P-Core và 8 nhân E-Core. Trong khi đó thì các CPU Intel đời trước trên Pro 8, Pro 7 trước kia chỉ là số nhân, số luồng thuần túy. Ví dụ như là bản Pro 8, ở bản i5 là 1135G7 sẽ có 4 nhân 8 luồng. Surface Pro 9 cũng có tùy chọn RAM là 16, 32GB và cả 8GB nữa. Loại RAM trên máy LPDDR5 cho tốc độ truyền tải băng thông cao hơn khoảng từ 30-40% so với RAM LPDDR4X trên Pro 8 trước kia. SSD tùy chọn 128, 256, 512GB và tối đa là 1TB. SSD của máy có thể tháo rời nâng cấp được, còn lại các linh kiện khác thì đều đã hàn chết gắn chặt vào trong main của máy và không thể nâng cấp. Do đó mà các bạn nên lưu ý cân nhắc lựa chọn RAM của máy là 8GB nếu sử dụng các tác vụ cơ bản hay là mức RAM 16GB nếu sử dụng đa tác vụ nhiều. Thứ 7 là về hiệu năng. Trên bàn mình đây đang là phiên bản Base dễ tiếp cận với người dùng nhất, cụ thể đó là i5-1235U, RAM 8GB, SSD 128GB với mức giá bán chỉ loanh quanh dao động hơn 25 triệu và trong tương lai có thể giảm thêm tùy từng đợt khuyến mại tại Surface Việt. Vì vậy mà các anh chị có thể truy cập vào website surfaceviet.vn để cập nhật giá bán cùng nhiều quà tặng đi kèm mới nhất nhé. Tất cả các tác vụ công việc làm việc như là Word, Excel, PowerPoint đều rất là trơn tru mượt mà, phản hồi ngay tức thì. Kể cả với các tác vụ nặng như mở Photoshop thì cũng chỉ cần bấm mở file là máy loát chạy chỉ mất có vài giây là chúng ta đã vào trong ứng dụng. Với video Premiere thì cũng loát nhanh siêu tốc. Trong quá trình edit video thì mình có nhận thấy một điều là máy chạy khá mát. Nhiệt độ của máy chỉ duy trì ở mức từ 60 đến 75 độ C. Kể cả có mở render video trên máy thì cũng chỉ chạm ngưỡng gần 80 độ C mà thôi. Tức là máy vận hành rất mát mẻ bởi Microsoft ưu tiên sự ổn định, hoạt động lâu dài. Vậy nên hãng đã giới hạn xung nhịp của CPU trên máy chỉ duy trì ăn điện TDP ở mức 12W và nhiệt độ ở mức 70 độ C giúp máy hoạt động bền bỉ thay vì chú trọng nâng cao hiệu năng lên quá mức 90 đến 95 độ C để có hiệu năng mạnh hơn nữa. Với các tác vụ chơi game giải trí nhẹ nhàng trên khu ứng dụng Microsoft Store thì cũng vô cùng thoải mái. Đặc biệt là máy có cảm ứng nên các tựa game giải trí nhẹ nhàng như bắn bóng, bắn cá, Pikachu nhẹ nhàng thì cũng có thể thao tác trực tiếp lên màn hình của Pro 9 luôn. Ngoài việc sử dụng chiếc máy này như một công cụ làm việc thì Pro 9 hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng để chúng ta có thể giải trí hàng ngày. Với phiên bản Windows 11 update mới nhất trong thời gian gần đây thì kho ứng dụng Android trên các máy tính bảng, điện thoại Android cũng dần được tối ưu và cài tương thích có sẵn trên kho ứng dụng Windows Store. Tiếp theo nữa là về thời lượng pin. Pro 9 được trang bị viên pin 47,7 Wh, thời gian sử dụng hỗn hợp thực tế đa tác vụ với độ sáng 50% thì máy sẽ có thời gian sử dụng vào khoảng từ 8 đến 9 tiếng. Còn nếu như chúng ta sử dụng máy tác vụ nặng có thêm cả edit ảnh, video mạng xã hội thì thời gian sử dụng máy sẽ chỉ còn khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Tiếp theo là về một số các tính năng khác của Surface Pro 9. Surface Pro 9 được trang bị mở khóa khuôn mặt Windows Hello giúp mở máy rất nhanh và bảo mật. Chất lượng camera trước của máy là 4K nên cho màn hình hiển thị khi gọi video call là rất sắc nét. Máy cũng có cả camera sau Full HD nên trong một số trường hợp video cần phải xoay camera cả trước và sau thì sẽ rất thuận tiện. Màn hình 120Hz của máy rất mượt khi kết hợp với bút Surface Slim Pen để viết và vẽ. Còn với người dùng bình thường, ưu tiên thời lượng pin thì có thể tùy chỉnh màn hình 60Hz để tiết kiệm pin hơn. Cổng Type-C của máy
máy là Thunderbolt 4 cho tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 40 gigabit trên giây. Do đó, mà nếu cần mở rộng không gian làm việc với màn hình rời này thì có cổng Type-C truyền hình ảnh và có hỗ trợ cả sạc 60W thì chúng ta chỉ cần một sợi dây Type-C để vừa sạc và xuất hình ảnh từ Pro 9 ra màn hình rời, rất thuận tiện và gọn góc làm việc. Windows 11 được cài đặt mặc định trên máy và sẽ được update bảo mật liên tục. Tổng kết lại, ở thời điểm hiện tại thì Surface Pro 9 sẽ phù hợp với người dùng cần một chiếc máy với màu sắc mới và hợp thời trang. Đi kèm với đó là CPU Intel Gen 12 mới nhất, vừa tiết kiệm điện, lại vừa có hiệu năng cao khi sử dụng các tác vụ nặng với cấu trúc CPU hoàn toàn mới so với các phiên bản Surface Pro trước kia. Với người dùng thiên về di chuyển đi lại, gặp gỡ khách hàng, đối tác, làm việc mọi lúc mọi nơi, ngoài một chiếc laptop thuần túy thì chúng ta cần phải có một thiết bị đẹp, xứng tầm, tạo cảm hứng làm việc hơn. Tất cả đều hội tụ ở Surface Pro 9, mẫu Ultrabook cao cấp nhất của Microsoft dành cho người dùng văn phòng. Và đó là tất cả những gì mà mình cảm nhận về chiếc Surface Pro 9. Các anh chị có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video cùng với Surface Việt để chúng mình giải đáp thắc mắc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.